Trời ơi, hoài luôn á, được nước làm tới luôn á trời. Mệt đau quá. Sơn nè, khách mới đổi lại cái mẫu này nè đúng không? Trong cái biển hiệu này nè, em chèn cái trái tim vô chính giữa ngay chỗ này nè, khách người ta yêu cầu. Rồi chị gửi cái file qua laptop rồi đây, em mở lên em coi, em sửa lại, em chị design lại. Nói khách không có thêm được đâu, thêm cái trái tim vô đâu có kích cỡ, kích cỡ có chút xíu mà thêm trái tim gì. Em cũng phải cố gắng làm hết sức có thể đi chứ, người ta yêu cầu khách hàng là thượng đế mà thằng này. Nha, làm đi. Alo, dạ em nghe. À, dạ em nghe đây anh. Dạ sao anh? Anh muốn sửa lại hả? Trời, anh yên tâm, bên em là có thiết kế, bây giờ anh muốn sửa cỡ nào em chiều ý anh hết. Dạ rồi, ok, em cho em 5 phút. Dạ 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 dạ. Dạ. Bây giờ cái poster ông sửa lại cho tôi đi. Nè nè. Cái tên phim á, nhỏ lại. Nhỏ nữa. Nhỏ nữa. Nhỏ lắm rồi. Nhỏ nữa, để một góc này thôi. Đây nè, cái nhãn hàng ông phóng bự cho tôi nha nha. Để ngay chính giữa luôn. Cái này poster phim mà, cái tên phim thì nhỏ lại, tên nhãn hàng bự lên đâu còn poster phim nữa. Khách hàng người ta muốn như vậy, chiều người ta đi nha nha. Cái gì vậy? Vậy nha, vậy nha. Trời ơi, chăm dâu đổ đầu tầm gì, đổ đầu đi. Mà khó thiết kế cũng lâu quá vậy. Sao bữa nay em làm gì em khó chịu dữ vậy Sơn? Vốn dĩ mình làm dịch vụ, khách hàng là cha là mẹ. Đúng em rồi, có một anh. Người mẹ thôi, tụng kinh dinh kia là đủ rồi. Cần nhiều người mẹ như vậy. Thằng bé này nó áp lực quá. Ờ, dạ alo. À, dạ em nghe nè chị. Dạ sao chị? Hả? Chị muốn là trong cái tập phim đó phải có cảnh đánh răng 1000 lần hả? Ờ dạ, cái này cũng được chị ơi. Dạ phim mình có 100 tập à, mà mỗi ngày người ta đánh răng có 2 lần rồi chị. Dạ, cùng lắm mình cũng chỉ có được 200 lần thôi chứ ngàn lần không được chị ơi, khó lắm. Mà đánh răng hoài vậy cảnh nào ăn cơm chị? Dạ không được, dạ cái khúc này hơi khó cho em. Dạ có gì tính lại chị báo em nha chị. Dạ. Dạ alo ạ. Dạ sao ạ? Dạ đúng rồi, anh bên đây bán dây nhảy đúng không? Dạ. Sao anh nói cái gì anh muốn chèn vào phim 2000 lần nhảy dây hả? Trời anh ơi, vậy sao được? Sức khỏe diễn viên bên em là cạn kiệt kiểu lắm, toàn là ốm o gầy mòn không mà. Nhảy 2000 lần cái tên nó buông ra vừa xong cái là đẩy vô lò là thiêu luôn. Đâu có được anh. Bây giờ anh có đưa 5 tỷ em cũng không giải quyết được. Bây giờ chèn quảng cáo cho anh thì cũng vừa phải thôi, chứ cái giá đó là bên em không làm được. Thì mà 2000 lần, dạ để... Rồi có gì anh thống nhất lại gọi lại em sao nha. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi, đòi hỏi cái gì mà cứ sửa hoài vậy ta, bực mình ghê á. Alo anh ơi, cái đó em không có sửa được đâu. Đúng rồi, trời ơi đừng có vậy nữa, em không có sửa được nữa đâu nha. Dạ anh khách yêu cầu sửa nữa không có sửa được. Anh bây giờ đây là trăm công ngàn việc, đang nói đây chuyện đây anh sửa tửa hoài cho nổi bóng bự lên, cái đừng có không có. Em nói với anh rồi, cái đó là mình làm kem đánh răng bỏ chai thuốc từ sau kế bên gửi rồi gì chữ này nó không có bước anh ơi. Bây giờ trời ơi, còn cái gì anh đổ anh định chưa cho em hết đi. Khách hàng là cái gì dữ vậy, đừng nói gì nữa, em mệt mỏi với anh lắm rồi. Bây giờ mình đỏ cao quá, 2000 lần được không? Dạ em biết rồi. Thôi được rồi, làm ơn biết được rồi. Dạ rồi bây giờ anh sửa theo ý của anh nè. Giùm em bây giờ, em thông cảm hết sức cho anh. Không phải, nhưng mà cái chuyện đó cũng hợp lý thôi. Anh làm được nhường. Em nói thiệt, cái này nóng bực lắm rồi đó nha. Vừa phải thôi. Chết quá đi, con không có làm nữa. Giờ anh ta bao nhiêu công việc đây rồi. Thôi thôi, bình tĩnh. Có gì đâu mà căng. Đang nóng giận phải không? Quá giận. Đang bực bội đúng không? Quá bực bội. Đang quạo quọ đúng không? Rất quạo đây. Mọi người ơi, tất cả đều có hướng giải quyết hết. Chú đã có cách cho tất cả không còn quạo quọ nữa. Đôi sữa hả? Đôi sữa. Đôi sữa. Thừa hải rồi. Đế hả? Cha mẹ. Đánh hết cha là mẹ. Cha. Khách. Khách. Thôi thôi, này cố ý rồi, này cố ý rồi, đừng nhớ thử, tại còn tức một chút. Sao mấy đứa hết tức chưa? Dạ chưa. Chưa. Vẫn chưa hết tức. Nó nguôi được một chút thôi, nhưng mà vẫn còn nhiều ở áp lực tâm can tụi con lắm. Sao đâu mà sát khí mà dữ dằn, quýnh dữ vậy trời. Tức lắm. Quýnh lòng tụi thụi mà, thiệt.
Bây giờ nói tới khách hàng thì tụi con sôi máu não rồi. Đúng rồi. Máu từ nãy giờ á, chú nói thiệt mấy con, chú cố ý chú làm vậy để mấy con nguôi tức thôi. Dạ. Nhưng mấy con sai. Sai. Dạ. Sai ở chỗ là gì? Người ta là khách hàng, người ta mang tiền đến cho mình, người ta mang cuộc sống tốt đẹp đến cho mình, cuộc sống no đủ cho mình, thì mình phải phục vụ. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nếu như không phục vụ, ở nhà nhịn đói, không có tiền lãnh lương, không có tiền chi trả nợ này nọ đâu, cái được không? Được. Tại sao mày hùng hổ như vậy? Tại sao mày nóng giận cái này vậy? Nói tới tức nữa. Sao? Nói đâu? Hả? Có những khách hàng người ta yêu cầu khắt khe vậy, mình có nhiệm vụ phải làm hài lòng khách hàng. Hiểu chưa? Dạ. Đó là công việc của một người phục vụ. Dạ. Đấm lại con, nóng nảy. Không phải. Đâu? Nào nãy lên gối, thấy có lên gối đó. Đó có lên gối. Sơn á vậy? Sơn nè. Trai lên gối. Cái lên gối, lên gối, lên gối. Không có, xả giận thôi. Khách hàng là thượng đế. Mình sinh ra là phục vụ thì mình phải phục vụ khách hàng. Dạ. Yeah. Hiểu chưa? Dạ. Yeah. Còn nếu như trong công việc có giận quá, có nóng quá thì không được quyền chút giận khách hàng. Chứ chút giận lên ai? Lên tôi. Chết cha, hố à. Lên chị em. Chị em lên. Lên tôi hả? Lên tôi cái này là chú nói. Chú nha. Hả? Lên tôi. Lên tôi. Lên tôi. Lên luôn. Xin đi. Hằng, dạ. Mạnh, chú có tin vui. Dạ. Chú có tin vui. Vui dữ không chú? Vui dữ dằn luôn. Dạ. Vui gì chú? Vui lắm. Dạ, vui. Sao nhà vậy? Đầu tư đã chịu đầu tư cho dự án lần này của công ty mình rồi. Quá ngô chú. Dạ, vui quá. Chuyện không phải đơn giản đâu. Dạ. Chú phải dùng hết kỹ năng nói chuyện của chú mới lấy được cái hợp đồng này đó mấy đứa ơi. Hay quá chú ơi. Ôi, hay quá. Hay gì? Ông là ông chuyên gia ông nữa hả? Cái gì vuốt đuôi ăn ké luôn á. Ăn gì? Đáng lẽ ra là bữa nay phải là có thằng Sơn nó mới đúng rắc cò. Thôi kệ ông đi. Tiền cái niềm vui công ty cho con vui chung đúng không chú? Tiền cái đẩy con ra. Rồi. Nói chung là ông ăn ké cũng không có được nhiều đâu. Sao đúng chú rồi. kể chú? Nói chung á, lần này họ đã chịu đầu tư cho mình rồi. Dạ. Bây giờ mình chỉ cố gắng hoàn thành dự án này cho tốt thôi. Đó là dự án sitcom. Wow. Các con biết rồi, đây là tâm huyết cả cuộc đời của chú. Yeah. Nên mấy đứa cố gắng hoàn thành nha. Yeah. Mặc dù cái số tiền đầu tư nó không được như ban đầu. Yeah. Đúng không? Nên là mình là người ta tiết giảm lại hả chú? Đúng rồi, người ta giảm lại. Chắc là thường người ta sẽ giảm mấy dự án đầu người ta chưa tin tưởng mình lắm, người ta sẽ giảm tầm 10-20%. 10%. Ôi, vậy đâu sao? Còn 90% dạ. Được. Đâu có, người ta giảm 90% mình còn 10% thôi. What? Hả? Ủa trời, vậy rồi làm gì ăn? Nhưng mà mình vẫn phải quyết tâm sản xuất cái sitcom này bằng được cho chú. Nàng công chúa đang ngồi với bộ móng tay dài 8 mét từ ở trong miệng của cô thở ra rất là nhiều khói, giống như là trong miệng cô có 10 ụ rơm vậy. Chú, cái miệng gì mà có 10 ụ rơm, nó chấm thấy ghê vậy. Tại sao vậy? Một cái câu chuyện nó lãng mạn như vậy, tại sao tụi con lại cười cợt?